Con bị ám ảnh bởi quá khứ, vậy phải làm sao? Khi mà chúng ta bị ám ảnh, chúng ta nên suy nghĩ như thế này. Tất cả mọi thánh nhân đều có quá khứ. Và tất cả mọi cái người tử cái người mọi tất cả mọi cái người tù đều có tương lai. Tất cả các thánh nhân đều có quá khứ là như thế nào? Chúng ta đừng có nhìn những cái vị thánh hiện tại bây giờ là các ngài trong sạch, rồi các ngài giới hạnh đầy đủ, các ngài có giới, có định, có tuệ. Nhưng mà trong những kiếp trước thì cũng có những kiếp các ngài quên tu, thì các ngài vẫn tạo các ác nghiệp như thường. Quý vị biết là trong cái nhóm mà năm vị mà chứng đắc đạo quả đó, có một nhóm năm vị chứng đắc đạo quả, thì thuở xưa đó có một vị đó có một vị thuở xưa đó là một cái anh công tử, mà ảnh phạm cái tội, gọi là phạm cái tội bây giờ là tử tử hình, mà thiên hạ nó mắng chửi là cái gì, cướp hiếp giết. Thời quá khứ đó từng là một vị công tử phạm ba cái tội lớn đó, và cái đối tượng, cái nạn nhân đó, nó căm hận vị này, căm hận vị này. Đương nhiên mà trời ơi, là tự nhiên là tôi là một người phụ nữ mà tự nhiên là bị anh làm như vậy với tôi, là tự nhiên là tôi phải hận chứ. Nhưng mà ngặt ngặt một nỗi đó, đó là cái kiếp vị này quên tu và vị này tạo cái ác nghiệp như vậy. Nhưng mà ở cái kiếp này đó, vị này tu hành ngon lành và vị này chứng đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng mà cái người bị hại năm xưa, ở cái kiếp xưa đó, cái thù hận nó vẫn còn. Thành ra ở cái kiếp này nó là một con dạ xoa, nó điều khiển một cái con bò hút vị này chết. Quý vị thấy kinh khủng không? Cái nghiệp hồi xưa thì vị, thời nay thì vị này là một cái vị rất là đáng kính, rất là khả ái. Nhưng mà quá khứ mà quý vị, nghiệp quá khứ mà, thì có khi là vị đó là một cái vị không thể tưởng tượng được. Nhưng mà quá khứ là quá khứ. Ngay như trong kiếp hiện tại, ngài Angulimala, ngài là trước khi xuất gia, ngài là một người, là một kẻ sát nhân, ngài giết người hàng loạt. Quý vị thấy bây giờ người ta giết một người, hai người, ba người là chúng ta thấy kinh khủng, mà ngài giết cả trăm người. Thành ra khi mà ngài xuất gia, dân chúng hận lắm, hận ngài lắm, mà chẳng qua là nể Phật, thành ra là không có dám giết ngài thôi, chứ còn mà coi như là lấy đá mà ném mà chọi ngài đó, rồi hành hung ngài đó, là cái chuyện như cơm bữa. Người ta hận lắm, trời ơi, giết vợ, giết chồng, giết con, giết cha, giết mẹ họ, mà hỏi sao họ không hận. Nhưng mà quá khứ là quá khứ. Quá khứ đã qua rồi, quá khứ là quá khứ. Chứ giả như một ngày nào đó quý vị thấy là trời ơi, cái ông sư này hồi xưa là ổng là từng là giang hồ cộm cán, ổng từng đâm chém người ta, hoặc là ổng từng cưỡng bức con gái nhà lành, hoặc là ổng từng là cái phường trộm cướp. Nhưng mà quá khứ là quá khứ. Và bây giờ thì họ đã là một con người khác. Chúng ta không nên đánh đánh đồng cái chuyện quá khứ. Thành ra đó, cái chuyện quá khứ thì ai cũng có quá khứ, ngay cả một vị thánh cũng có quá khứ. Đức Phật chúng ta trong những kiếp là Bồ Tát, khi ngài quên tu ngài cũng có quá khứ, ai cũng có quá khứ hết. Cái quan trọng là chúng ta sống trong giây phút hiện tại và chúng ta vun bồi các thiện pháp, cái chuyện quá khứ để qua một bên. Đấy. Còn nếu như mà quý vị cứ ám ảnh về quá khứ đó, thì xin thưa là nếu như cái đối tượng mà chúng ta phạm lỗi là loài người mà còn sống, thì chúng ta đến chúng ta xin lỗi họ, chúng ta đền bù thiệt hại cho họ và làm mọi cách để cho họ tha thứ, nó cũng là một cách. Cách thứ hai đó, nếu như mà họ không còn nữa đó, thì chúng ta cũng làm các cái thiện pháp. Ví dụ như có người đó họ họ lỡ họ tạo các cái ác nghiệp, thì một vị sư khuyên họ đó, cái mặc cảm tội lỗi là đúng rồi,
Thành ra anh phải chuộc tội. Chuộc tội bằng cách nào? Bằng cách là anh phải dành thời gian ra để anh tham gia các cái hoạt động công ích. Ví dụ như đi quét rác, đi làm đường, rồi đi phát từ thiện, đi chăm sóc người già, đi chăm sóc người bệnh. Anh phải dành thời gian ra để anh chuộc tội. Thì đó cũng là một cách. Đấy. Còn cao cấp hơn nữa thì mình xuất gia, mình tu tập. Thì nhờ như vậy đó, nó cũng là một cách để chúng ta vượt qua được cái mặc cảm tội lỗi năm xưa.